Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức thịt nướng rất là ngon. Cách làm thì đơn giản, không cầu kỳ như là công thức mà Diễm đã chia sẻ trước đây. Nhưng mà nếu mà mình biết một vài mẹo nhỏ thì mình sẽ làm cho cái miếng thịt khi mà nướng chín thấm đều gia vị, mềm ẩm không bị khô, ngon lắm luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món thịt nướng này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi làm cái dầu màu điều trước, thì Diễm sử dụng cái hạt điều màu loại này nè. Thì cái hạt điều màu để cho mình làm cái dầu ra cái màu nó đẹp thì nó phải mới á. Mình nhìn cái hạt nè, cái màu đỏ rất là đậm và nó mịn, nó không hề bị khô hay là nó chuyển sang màu nâu đó. Thì Diễm sẽ dùng 1,5 muỗng canh nha. Mình cho thêm 4 muỗng canh dầu ăn là 60ml và mình bật lửa lên cho cái dầu này nó nóng á. Khi mà mình thấy cái hạt điều màu bắt đầu nó sôi nhẹ đó thì lúc đó mình mới hạ xuống cái lửa trung bình nhỏ. Thì bếp Diễm có 9 số đó, Diễm để số 5,5. Mình đảo thiệt là đều tay để cho màu ở trong cái hạt điều nó ra nó hòa quyện vào trong dầu, cho tới khi mà mình thấy cái hạt điều màu mình nó chuyển sang cái màu đen hoặc màu nâu á thì mình nhắc khỏi bếp, làm cũng nhanh lắm ha. Nhắc khỏi bếp thì mình để ở đây cho nó nguội. Bây giờ mình đi chuẩn bị những cái gia vị khác. Để ướp vào thịt thì ở đây Diễm có sả cây nè, hành tím và tỏi. Thì sả cây á mình cần 50g, 50g là nó 3 cây to như vậy. Thì mình sẽ cho vào trong máy xay, nhưng mà Diễm thấy mình nên cắt thành những cái khoanh á, nó nhỏ như vậy thì cho vào trong máy xay á nó không có bị sơ, mình ăn chúng nó ngon hơn. Hành tím á mình cũng cắt ra nhỏ ha, để mình cho vào máy mình xay luôn, mình cần 30g. Tỏi cũng vậy, tỏi thì mình cần 20g và Diễm cũng cắt nhỏ để Diễm cho vào cái cối xay. Bây giờ mình mang đi xay thật là nhuyễn nha. Nếu mà mình không có máy xay thì mình băm ra thôi, lưu ý là mình phải băm nhuyễn đó. Để Diễm mở ra để mình xem kỹ. Đó, mình xay nhuyễn như vậy thì lúc mình nướng nó sẽ thơm và nó không có bị cháy. Nếu mà mình không có cái máy xay khô như Diễm, mình cũng có thể cho cái lượng sữa vào trong cái hỗn hợp này rồi mình cho vào máy sinh tố mình xay ha. Mình nêm vào 10g đường, 15g bột nêm gà, 40g mật ong. Cái liều lượng mà bằng muỗng thì Diễm có ghi ở phần miêu tả video nha. 20g tương ớt, mình cho tí xíu vào giúp cho cái thịt của mình cái vị nó đặc biệt hơn, nó không có cay đâu. 45g nước mắm, nếu mà mình thích ăn nhạt hơn thì mình dùng 40g. 100ml sữa tươi, cái này mình nên dùng sữa tươi không đường nha. Mình trộn cho hỗn hợp thật là đều, nhất là bột nêm gà nó khó tan lắm. Mình phải trộn cho đều rồi sau đó mình mới lấy cái dầu màu điều á mình cho vào. Diễm dùng cái rây á để Diễm bỏ cái hạt điều màu đi, mình chỉ lấy phần dầu thôi, mình dùng hết luôn nha. Khuấy lên cho thật là đều. Cái hỗn hợp gia vị này mình cũng có thể dùng để ướp sườn á, rất là ngon. Để ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị phần thịt heo. Thịt nướng á, để không bị khô thì mình nên lựa thịt có những cái lớp mỡ xen kẽ, thì Diễm sử dụng thịt nạc dăm ha. Đây, nó nằm ở phần này của con heo nè, là thịt ngay chỗ phần vai á. Cái miếng thịt này á, thì Diễm mua ở trong mini ha. Miếng thịt này thì nó đã được bảo quản rất là kỹ và nó để lâu, vì vậy nó mềm, mình không cần phải sơ chế gì thêm cũng rất là ngon. Còn nếu mà mình không mua được thịt này mà mình dùng thịt tươi, thịt heo vừa giết mổ thì mình sẽ có cách để mình làm cho nó mềm, thì tí xíu nữa Diễm chia sẻ sao. Thịt sau khi mà rửa sạch rồi, bây giờ mình cắt thịt nha. Cái miếng thịt này nó hơi to đó, vì vậy Diễm sẽ cắt nó ra làm đôi, sau đó Diễm cắt thành từng cái lát mỏng. Độ dày của mỗi miếng thịt là từ 1 cho tới 2mm, tối đa là 2mm thôi nha. Tại vì nếu mà mình cắt dày quá đó, dưới cái cách nướng này thịt nó sẽ khó chín. Nhìn kỹ miếng thịt á, mình thấy nó có những cái đường mỡ xen giữa như vậy. Vì vậy khi mà mình nướng thịt nó không có bị khô, rất là ngon. Đây là 1 kg thịt mà Diễm đã cắt ra thành từng lát mỏng. Mình lấy cái hỗn hợp gia vị đó, mình cho vào. Và mình nên đeo bao tay ha, mình giống như là mình vừa bóp và mình massage thịt đó, cho cái gia vị nó thiệt là thấm vào trong miếng thịt nó mới ngon. Mình sẽ trộn cho tới khi mà mình thấy cái nước nó thấm hết vào thịt, không còn cái lượng nước ở bên ngoài nữa là được. Và bây giờ mình sẽ đậy kín thịt lại để cho thịt nghỉ 30 phút.
Thì như Diễm có nói đó, nếu mà mình không mua được cái miếng thịt mà nó để lâu ngày thì mình sẽ dùng thịt tươi. Thì thịt tươi á, mình cất vào trong tủ đông đá nha, qua đêm. Hôm sau mình sẽ lấy ra để cho thịt nó thiệt là tan mềm thì mình nướng nó ngon như là cái miếng thịt mà Diễm có trong video. Que tre để xiên thịt thì mình sẽ ngâm nước, giúp khi nướng chín thịt nó không có bị dính vào và cái que nó không có bị cháy. Mình sẽ cuộn từng cái miếng thịt á, rồi mình dùng hai que mình xiên ha. Thì nếu mà mình ở Na Uy mình mua được cái miếng thịt như Diễm đó thì mình sẽ không có cần ướp tủ đông đá qua đêm, mình chỉ cần ướp thịt khoảng 1 tiếng là mình mang mình đi nướng được. Hoặc là mình cũng có thể để vô trong cái vỉ nướng như vậy nè, để mình nướng thì mình lật mình trở sẽ nhanh và dễ dàng hơn. Cái vỉ nướng thì mình nên thoa dầu lên trên giúp cho khi mình nướng thịt nó không có bị dính vào. Diễm thử hai cái cách nướng, tức là mình để nguyên một cái miếng thịt và cái thịt mình cuộn mình xiên vào que, thì Diễm có lưu ý là đối với lại cái miếng thịt nguyên miếng á, tại vì mình cắt mỏng vì vậy mình sẽ lửa than mình để nó lớn tí xíu và mình nướng khoảng 1-2 phút, mình nên trở đều hai mặt giúp cho miếng thịt nó không có bị khô và nướng rất là nhanh chín. Trong khi cái thịt mà xiên vào trong que như vậy á, thì mình sẽ nướng ở cái lửa than nhỏ hơn và mình cũng khoảng 2-3 phút mình trở đều ha. Thì cái miếng thịt mà xiên vô que như vậy á, Diễm thấy rất là ngon, tại vì khi mà nướng chín nó không có bị khô. Trong khi cái miếng thịt mà mình nướng từng miếng như vậy, nếu mà mình canh lửa không có đúng và mình không có trở đều tay thì thịt nó dễ bị khô hơn. Khi mà mình thấy cái miếng thịt nó vàng đều hai mặt và không còn cái nước thịt chảy ra nữa là thịt nó chín. Không có nên nướng lâu quá thì thịt nó cũng bị khô nha. Hôm nay nhà Diễm ăn bún thịt nướng nè. Thịt nướng này á, ngon nhất là mình nướng xong mình ăn liền. Nếu mà mình không thích ăn chung với bún á, mình có thể kẹp vào trong bánh mì rất là ngon. Diễm cũng có ăn thử với lại cơm á, cũng ngon luôn. Để tô bún thịt nướng ngon thì mình cần đầy đủ những cái nguyên liệu như là rau sống nè, dưa leo nè, mỡ hành nè, đồ chua, đậu phộng và nước mắm chua ngọt. Cách làm nước mắm hay là mỡ hành hay là đồ chua Diễm cũng có chia sẻ trong những video trước đây rồi, mình có thể xem lại nếu mà mình muốn ha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được món thịt nướng thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.